Ông Hoàng Phúc xin chào mừng toàn thể quý vị đang quay trở lại với chương trình Thiên Đường Ẩm Thực mùa thứ ba. Thường Giang rất may mắn vẫn là ông Hoàng Phúc của chương trình, và ngày hôm nay lại một lần nữa mang đến cho quý vị những món ăn ngon. Ăn không chỉ là để no mà ăn còn lo cho sức khỏe. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7 với sự tài trợ độc quyền của công ty cổ phần bột thực phẩm Tài Ký, thương hiệu Taki Food. Và kính thưa quý vị thân mến, sau hai mùa vừa rồi, chương trình được rất là nhiều lời khen tặng cũng như là sự góp ý và sự yêu thương từ quý vị khán giả, đặc biệt là những bà nội trợ rất thích chương trình bởi vì mang đến cho tất cả quý vị nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng và rất là bắt mắt. Ngày hôm nay có sự góp mặt của những hot boy, những hot girl, không những là ở Việt Nam không mà còn đến từ nước bạn Lào. Ai là Lào? Hả? Ai là Lào? Harry bên Lào mà phải không? Trời đất ơi, Harry là Hàn Quốc cho anh. À, em Hàn Quốc hả? Dạ. Ồ, anh nhìn mặt anh cứ tưởng bên Lào. Trời đất. Rồi, vậy thì mời cô gái Hàn Quốc giới thiệu đầu tiên. À vâng, xin chào thưa quý vị. Rồi, cảm ơn em, mời chị Lê Giang. Hàn Quốc mình biết rồi, giới thiệu gì nữa? Lê Giang xin kính chào quý vị khán giả. Lê Giang là đội trưởng của hai người này, cũng ông vua này, rồi cũng Cung đình. Thôi được chị, để cho cháu nói cho nó gọn gàng. Dạ, dạ. Lê Lộc xin gửi lời chào tới quý vị khán giả. Hôm nay Lê Lộc được quay trở lại đây một lần nữa, rất vui, và mục đích cuối cùng cũng là để hại mẹ. Dạ. Ủa, nó hại tôi kìa. Tại vì mới vô mà mẹ tia anh bên kia quá à. Mẹ muốn qua đội bên kia hay sao á? Thì cái đó là mẹ... Thôi, có người kế bên mẹ cũng nói. Rồi, bây giờ mời cái anh đẹp trai giới thiệu nè. Em chưa 18. Nghĩ là em tự nguyện. Anh phải làm gì để em xóa clip rồi? Của em à. Xin chào quý vị khán giả, mình tên là Kiều Minh Tuấn. Dạ, chào quý vị khán giả. Em là Cát Phượng, tên nickname mọi người hay gọi là Cô Cát. Cô Cát. Rồi, mời. Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay là lần thứ hai Ngọc được quay trở lại Thiên Đường Ẩm Thực. Hy vọng là hôm nay sẽ được ông Hoàng cho ăn những cái món ăn ngon. Nhưng mà không biết có được ăn không, phải thắng mới được ăn đúng không? Để đúng bụng rồi, đói. Để bụng đói để được ăn á. Chị mà Giang nói là tí nữa chị Giang xin đó. Trời, đây nè là bụng đói là để ăn đó. Mình ít chị có ít bữa lại. Nó không có cho nói. Kính thưa quý vị, như tất cả mọi người đều biết, đẹp là một nhu cầu cần thiết cho tất cả mọi người, không những là phụ nữ hay đàn ông. Bởi vì đẹp nó được có nhiều cái lợi lắm. Ví dụ mình ra đường mình xinh đẹp, được nhiều người thích. Đúng. Cho nên một phụ nữ luôn làm đẹp bằng mọi cách để được đẹp. Đúng rồi. Nhưng đúng. Có những người phụ nữ làm mọi cách vẫn không thể đẹp được. Đẹp đánh chết cái nết. Cái gì? Tôi nói chết thì tôi không dính cái gì luôn hả? Không, cái đẹp với cái nết là nó phải đi chung. Là tôi có đẹp và tôi có nết nữa. Sao bữa nay tôi gãy miếng hoài vậy? Gãy hoài luôn á chị. Cứu chị với. Cứu nổi không chị? Sao cứu được? Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay sẽ có những món ăn liên quan tới một con vật trong 12 con giáp. Và chúng ta hãy cùng xem chủ đề ngày hôm nay là gì. Đó, năm gà ăn món gà. Ở đây có ai tuổi gà không ta? Có ai tuổi gà hả? Tuổi giàu quá đúng không? Dạ. Là gà mái đúng không? Đúng rồi anh. Đức tính về tuổi gà là cũng có nhiều tính tốt, về sự tỉ mỉ, sự cần cù. Nhưng mà nó tình duyên hơi lận đận xíu. Ủa, ông vua coi bói luôn hả? Thì nói về món ăn gà, ở dưới quê hay có cái chiêu là khách tới nhà là đãi gà. Hàn Quốc cũng vậy. Khách tới nhà không gà thì dịch đó. Khách tới nhà không gà thì dịch đó. Thì cái món gà là một trong những món gọi là
thiết đãi, dùng để thiết đãi cho những người khách quý. Đúng rồi, đúng rồi. Ở nhà là, đó là để làm con gà, để luộc con gà là thường hay như vậy. Đúng là thiên đường ẩm thực. Sao gãy quá. Vậy thì bây giờ sẽ có một câu hỏi dành cho những người chơi. Là con gà với con vịt khác nhau chỗ nào? Dạ. Em con khoan, mời con gà thì nó gái ỏ o, còn con vịt nó kêu cặp cặp. Các bạn cũng biết mà. Con vịt có thể bơi, con gà không bơi được. Đúng. Trời ơi, cái này suy nghĩ trong rồi. Nhưng mà cái đó không phải là câu trả lời chính xác. Cái khác biệt lớn nhất giữa con gà và con vịt đó là cái tên, vậy thôi. Trời ơi. Đất ơi. Bây giờ hỏi Harry là đã từng ăn món gì về gà rồi? Gà luộc, gà chiên. Hai món thôi hả? Dạ. Gà làm cả trăm món. Roti cũng có. Đúng gà rồi. Roti. Gà kho. Gà chiên nước mắm. Gà kho sả ớt. Đúng rồi. À, đó. Chị Phượng đã từng ăn món gà gì mà thích nhất tới thời điểm này? Thích nhất món cà ri gà. Tại vì cái quê chị có cái món đặc sản cà ri gà. Có món gà cây nữa. Gà cây nữa, đúng rồi. Thực sự là gà là một cái con vật mà ai cũng có thể ăn được. Thịt nó rất là lành. Chúng ta hãy cùng xem clip sau đây. Một nguyên liệu không quá đắt tiền để ai cũng được thưởng thức. Gà là lựa chọn hàng đầu của các gia đình khi khách có dịp đến chơi nhà. Mở màn đại tiệc gà trong ngày hôm nay, dì Hai Áo Tím sẽ hướng dẫn các bạn 4 món gà đãi khách rất dễ thực hiện. Hẳn là không một ai có thể quên được món gà hấp lá chanh quá đỗi quen thuộc này, phải không? Gà sau khi được làm sạch sẽ đem hấp hoặc luộc. Điểm khác biệt với gà luộc thông thường chính là mùi thơm từ tinh dầu lá chanh. Nhớ là cho ít thôi nhé, nếu không thịt gà sẽ bị đắng mất ngon. Trời ơi, miếng thịt gà nóng hổi thơm lừng. Rồi cá là bao tử các bạn đặt kiều réo dữ dội, phải không nào? Xé gà thành những miếng vừa ăn, cắt sợi lá chanh, rồi rắc lên thịt gà để tăng thêm hương vị thơm ngon. Không thể nào thiếu ít gỏi rau chuối bào. Phần gia vị cho món gỏi gồm tỏi, ớt, hành tím và giấm. Hòa lẫn tất cả rồi cho vào rau chuối bào, rau răm, trộn đều lên nữa là hoàn tất món gỏi. Gắp một miếng gà còn vướng vài sợi lá chanh. Với vị the the đặc trưng, miếng thịt gà ngọt mềm, thưởng thức cùng gỏi rau chuối chua chua và muối ớt chanh cay cay. Chỉ nhìn thôi cũng đủ làm tâm hồn ăn uống của bạn tan chảy rồi. Món ăn thứ hai mà Thiên Đường Ẩm Thực muốn giới thiệu tới các bạn là món gà nướng mật ong, vô cùng hấp dẫn. Chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ làm thực khách của bạn suýt xoa rồi. Đầu tiên hãy chọn phần đùi và cánh cho món ăn ngon và hấp dẫn hơn nhé. Chặt gà thành những miếng to như thế này. Gia vị ướp chính là phần quan trọng làm nên hương vị tuyệt hảo cho món ăn này. Tất nhiên là không thể thiếu mật ong. Hòa trộn gia vị rồi cho gà vào đảo đều. Cứ thế trong vài phút để gà được thấm và ngon hơn. Còn bây giờ thì chần chừ gì nữa mà không xếp gà vào lò nướng. Chỉ cần 20 phút, món gà nướng mật ong của bạn đã chín rồi đấy. Chào ôi, hãy nhìn những miếng gà xem, đã đủ khiến bạn thèm thuồng đến cồn cào chưa nào. Miếng thịt vàng ươm, hương vị đậm đà, thơm nồng mùi mật ong, chấm cùng muối tiêu chanh thì miễn chề nhé. Tiếp theo, dì Hai Áo Tím sẽ hướng dẫn các bạn món gà kho tương khô, hấp dẫn và đặc biệt độc đáo. Trước tiên, hãy cắt ớt và tỏi. Hạt tương khô sẽ được cắt nhuyễn để tăng phần hương vị khi chế biến. Vị thơm hỗn hợp tỏi, ớt và gừng, mùi thơm và tính nóng của gừng sẽ giảm bớt mùi tanh của gà và giúp bạn ấm bụng hơn. Mùi vị làm nên sự khác biệt cho món gà kho chính là những hạt tương khô này. Ôi, ngửi mùi thôi đã thấy hấp dẫn quá rồi nè. Tiếp tục cho gà vào đảo cho thấm đều, nêm nếm gia vị, một ít nước màu cho màu sắc thêm hấp dẫn, đổ thêm nước vào kho với lửa nhỏ. Thì nước bắt đầu cạn vừa, thịt gà hơi sáng lại và chuyển sang màu như vậy là chín rồi đấy. Vị thịt gà thơm lừng mùi vị đặc trưng của tương khô, hòa quyện với vị cay nhẹ nhẹ của gừng và ớt. Một món gà lên mâm để đãi khách thật ngon lành.
Nếu bạn đang tìm kiếm một món canh để bữa ăn không quá khô khan, còn chần chừ gì mà không bắt tay làm ngay món canh gà lá giang thật thanh mát, hãy bắt đầu bằng việc băm sả, tỏi và ớt nhé. Dầu sôi cho hỗn hợp này vào phi thật thơm, sau đó cho gà vào xào. Đầu bếp của chương trình bật mí rằng xào với gia vị trước sẽ làm cho thịt gà săn hơn, khử mùi tanh và còn giữ được độ ngọt cho thịt nữa đấy. Nêm nếm muối, hạt nêm, đường cho vừa đủ. Giờ thì đổ nước vào thôi, chỉ cần đợi 5 phút sau là gà chín. Thành phần tạo nên linh hồn cho món ăn là đây. Cắt nhỏ lá giang rồi cho vào nồi, khuấy đều cho đến khi lá giang ngã sang màu vàng như thế này là hoàn tất. Thêm rau nêm và vài lát ớt nữa thì thôi rồi, vị khách của bạn sẽ ngất ngây mất thôi. Thưởng thức chén canh gà lá giang, bạn sẽ cảm nhận được thịt gà mềm ngon, đậm đà khó cưỡng. Lại thêm vị chua chua thanh mát của lá giang thì chắc chắn còn lâu mới có thể rời bàn tiệc được. Một bàn tiệc gà kết hợp với những nguyên liệu đơn giản có sẵn trong gian bếp nhưng lại tạo ra những món ăn vô cùng hấp dẫn. Những vị khách khó tính nhất chắc chắn cũng sẽ bị chinh phục hoàn toàn cho mà xem. À, trời ơi, đang đói bụng nhiều chịu không nổi luôn á. Ôi, nó làm cha tốt cho chị ăn liền đi. Như tất cả mọi người đều biết, luật chơi của chương trình: đội thắng cuộc là đội được thưởng thức đại tiệc, đội thua cuộc là đội ngồi nhìn không được ăn. Nhưng mà quay xong rồi mình có được xuống ăn không? Không, luật chơi là vậy, trên sóng và dưới sóng đều không được ăn nếu thua cuộc. Và bây giờ đội nào chiến thắng trong trò chơi sau đây sẽ là đội bước vào đại tiệc. Xin mời trò chơi. Trò chơi này vô cùng đơn giản, có hai con thú người ta gọi là húp húp. Thì sau khi trường gian đọc câu hỏi sẽ có hai đáp án nằm sẵn trên bàn. Đội nào phi nhanh về đích lấy con đó xong phi ngược lại, và nếu đáp án là chính xác thì đội đó giành chiến thắng. Và nhớ, luật chơi của chúng tôi là không được rời lưng con thú này. Có nhiều nghệ sĩ ăn gian á, cầm dây chải. Ờ, có nghĩa là cái mông vẫn ịnh xuống. Ví dụ đây, đó là vẫn nghe bài hải đó. Rồi, được, tôi làm được. Được không? Và sẽ có ba câu hỏi, luân phiên trả lời mọi người một câu. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ai đầu tiên? Rồi, Kiều Minh Tuấn, bên đây ai thi đầu tiên? Chị đi. Em với anh. Ờ, rồi, đi. Hai người đội trưởng. Rồi, mời ngồi xuống. Anh nhường em đi. Nghe câu hỏi nè. Nghe câu hỏi kìa. Anh nhường lên nha. Mục đích để chúng ta chơi trò chơi là vận động về sức khỏe, sau đó ăn thì nó mới ngon. Nên lưu ý chị Lê Giang là hãy thương con thú một tí, thì đừng có giày vò nó quá. Chị phải vận động trước. Sau đây là câu hỏi đầu tiên. Mẹ, nghe câu hỏi nè mẹ. Con gà được chọn làm lễ vật trong truyện cổ tích truyền thuyết nào? Buông ra cho người ta lấy kết quả. Buông ra cho người ta lấy kết quả. Lựa chọn đi. Ôi, chết rồi. Bánh mẹ bánh vậy như vậy. Hai xe, chị lấy giấm hai xe. Thôi đi, chọn cái này nè. Chị, chọn cái này nè. Chị, sao chị không lấy đáp án? À, chị nói là đáp án gì là sai, chị không lấy. Lấy cái quả, phải lấy cái tài nha. Leo lên thú gì? Buông ra cho người ta về chứ. Buông ra cho người ta về. Anh đúng hay sai vậy? Không biết. Mày ơi đi. Về. Cầm đất đá. Về đi. Giật. Giật. Không đi mày giật. Mày cầm cái gì vậy? Mày cầm cái gì vậy? Leo lên lượm này về nữa. Đây, thôi một người già với một người lớn tuổi chơi với một người trẻ, ai biểu mày giành chứ? Ai biểu giành? Thôi phải lựa tuổi bằng đi. Câu hỏi là con gà được nhắc đến trong truyền thuyết nào? Sơn Tinh Thủy Tinh.
Rồi còn chị lấy gì vậy? Bánh chưng bánh gì? Trời ơi. Voi chín ngà, gà chín ngựa, ngựa chín hồng mao, trong sơn tinh thủy tinh, một điểm cho đội Kiều Minh Tuấn. Trời ơi, nghĩ sao con mẹ chơi với Tuấn vậy? Đội chơi với anh với ai đội? Bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai. Tiếp theo là ai? Mẹ. Rồi vậy chơi mày khác đi. Harry, bữa nay cưng, bữa nay lại không chẳng biết cái gì cả, chết rồi. Quan trọng là Harry biết đáp án không đã nè, chứ đừng nói đúng chuyện. Đúng rồi, ráng lên đi cơm bán vậy. Câu này lợi thế nghiêng về cô Cát. Chết rồi, chết rồi. Thôi vậy con lên đi để. Bây giờ có đổi người không? Đổi đi, con chiến đấu với mẹ Cát không đi. Rồi. Để thua nha con, ráng lên. Sẵn sàng. Quay đi. Điền vào chỗ trống sau đây. Gà chấm 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 dài thịt rắn, gà chấm 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 ngắn thịt mềm. Bắt đầu. Ráng lên con nữa. Đây có hai đáp án. Một đáp án là lông và một đáp án là cửa. Gà dài cửa thịt rắn. Gà ngắn cửa. Gà, gà ngắn cửa, cửa ngắn dài. Thịt mềm. Chính xác. Câu đúng của người ta là ông bà nói là gà dài lông thịt rắn, gà ngắn lông thịt mềm. 7. Ông bà nào mà lâu quá không ha? Ông bà dưới quê tôi nói vậy. Thôi được rồi, tỷ số hiện tại là 1-1. Yeah. Câu hỏi cuối cùng sẽ quyết định đội nào bước vào đại tiệc. Câu hỏi này không đọc không nói, mời hai thành viên cuối cùng về Bảo Ngọc. Trời ơi, hai người đẹp đó, ráng đi. Cố lên chị ơi. Câu hỏi này rất sinh động bằng video clip sau đây. 3, 2, 1, bắt đầu. Đây là một hình ảnh. Điểm của mấy con? Sau đây là câu hỏi. Ai đoán được câu hỏi là gì? Mấy con. Con gì? Mấy con gà ở trong đó. Trời ơi, chiếu hình gà trong đó mấy con gà là bình thường. Chắc thôi đọc lẹ đi, đẹp. Tranh gì? Tranh gì? Tranh gì? Trời ơi, có sự hội ý. Tranh đồng hồ. Bức tranh các bạn vừa xem có bao nhiêu con gà con? Bắt đầu. Của đội Diệp Bảo Ngọc đã chọn. Harry là người về sau nên bắt buộc phải chọn con số này. Câu hỏi của chương trình: có bao nhiêu con gà con trong bức hình vừa rồi? Và đáp án chính xác là 10 con gà con. Trời ơi, sao cuốn đây là vậy nè anh? Anh có biết không? Em hồi nãy em đọc ra nó 9 con. Em tính là chọn 9 con. Ơ trời ơi. Con là chọn 9 con bự nữa. Con bự nguyên cái hình nữa. Cái đế. Trời ơi. Cái đế. Hóa ra là con này giúp em. À trời ơi. Chúng ta hãy cùng xem lại để coi chính xác là mấy con gà con.
Trời ơi, hay quá. Đếm lại nha. Này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10 kìa. 3, 4, 5, 10 con. Có 9 con, chỗ này là con mẹ nó xăm nè. Trời ơi. Sau khi kiểm tra thì quả thật là 10 con gà. Điều này là một điều may mắn. Bước vào đại tiệc thì tất cả, nhưng ăn đại tiệc thì chỉ có ông Hoàng Phúc và đội của Party World. Xin mời bước vào đại tiệc. Trời ơi. À, mời ngồi đi, mời ngồi. Đâu được ăn đâu, ngồi. Ăn thôi, ngồi chứ. Ngửi được. Thôi kệ đi. Thôi, thôi kệ họ đi ha. Dạ. Bây giờ theo luật. Ê, thôi kệ họ đi ha. Xin các bạn nghệ sĩ, chúng ta hãy giữ tư cách đi. Quay hình đó. Bây giờ mình thử đầu tiên là cái món gà hấp chặt. Đó. Dạ, cho xin miếng lá chanh nữa không? Chị cứ ngồi yên, cứ coi em ăn rồi chị. Cái món này là gà ta đó. Người ta hấp trong cái hấp với lá chanh nó thơm. Trời đổ mưa gì nữa tôi luôn. Trời hết khóc gì nữa tôi luôn. Thấy món gà sao? Theo như mà chị ăn cái món gà hấp này rồi đó, là chị thấy gà với lại cái lá này là lá gì con? Lá bưởi. Lá chanh á. Là mỗi vị nó khác nhau. Là sao? Là khi mà chị ăn cái món gà này rồi đó, là chị thấy thịt gà nó rất là ngon. Cái con người cái... đang thèm lắm đó, hồi tao chuột múa chuột hẳn thèm luôn. Thôi, Harry nói đi em. Harry nói đi. Em ăn cái này, thịt nó rất chắc. À. Với lại, bình thường gà luộc, em rất thích ăn gà luộc. Mà gà luộc bình thường của em ăn là nó không có chắc như vậy, mà nó hơi bị lòng chọn. Nhảo, 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 bỏ, bỏ. Gà nó không có tập gym. Dạ, đúng rồi. Gà này có tập gym. Đúng, đúng, à. Là đúng. Với lại, lá chanh. Em lần đầu tiên em biết là nó có lá chanh là nó sẽ làm cho cái trong cái mùi thơm, mùi nó làm cho em thoảng sảng khoái, lan tỏa đó. À. Lan tỏa rất thích. Sao lại lọc sao ăn quá vậy con? Nói chung là chị Harry nói hết rồi đó, là nó vậy đó. Em bây giờ người nước ngoài nói khác. Bây giờ sau khi ăn món gà luộc xong, mình ăn tới cái gà nướng mật ong. Mật ong. Ăn tới cái gà nướng mật ong. Mật ong, mật ong. Gà không sống. Ê, cái gì vậy? Hửi thôi. Không, không, không hửi. Mật ong là một trong những bài thuốc. Đúng rồi. Bởi vì mật ong chúng ta ngậm trong miệng mỗi ngày một miếng là rất là tốt về họng. Ca sĩ chúng ta hay dùng mật ong đúng không? Dạ. Thì cái mật ong á, khi nó mà ướp các cái gia vị á, nó hòa quyện và nó tạo nên một cái hương vị khác biệt với các loại nguyên liệu khác. Đây, chúng ta sẽ thử một miếng gà đây. Trời, ăn gà này phải ăn với cái gỏi này chứ. Tại sao mọi người không ăn gỏi này? Đúng rồi, gỏi đó là ăn chung như gà hấp á, mà nãy giờ toàn ăn gà không hà. Trời đất ơi, tại ông vua đó. Tại ông vua. Vua ăn không có nơi bài bản gì hết trơn. Trời ơi, ăn để ghi hình đó hết bà thím. Chị đang lên sóng chị. Chết quá kìa. Đây là gà nướng mật ong nè.
chị mình lớn rồi chị. Lớn lớn cho đói vẫn đói à, mua bỏ lên nước coi. Cái vị nó rất là hòa huyện, rất là thấm thấm hòa huyện, và con gà nó dai vừa đủ á, vừa đủ dai, ngon, nghĩa là không bở mà cũng không dai quá, nghĩa là ướp cái này nó vừa ăn. Có nghe mùi mật ong không? Có thơm, thơm mùi mật ong rất là xuất sắc nha. Bởi vì nếu mà mình làm ở nhà khó làm được cái món này lắm. Tại sao? Là tại vì nếu mà mình làm mình trộn với lại gà mà mật ong mà nó không khéo thì nó sẽ khét, nhưng mà cái này nó không có khét. Đúng rồi, hay quá. Thấy chưa, tôi á mặc dù không có nấu ăn nhưng tôi có hiểu được. Em cũng vậy à, em cũng vậy. Đúng rồi, em đâu biết món ăn đâu, nấu món ăn thì không biết, nhưng mà biết là cái nào rất là ngon. Ngon sao, ngon sao? Nó vừa ngọt mà nó hơi hơi mặn mặn mà nó có vị ngọt, nó hai cái nó hòa huyện. Hòa huyện trời đất, muốn xỉu. Chưa tin lắm về cái nhận định của bên đội bạn. Không cần, không có tin cũng được, không cần tin gì hết. Bây giờ khán giả tin là được rồi. Xong. Đây nè, mặc dù tôi là thua, tôi không được ăn, nhưng mà qua cái cục xương vẫn được nghe cái mùi của cục xương này, phát ra cái mùi thơm. Bây giờ mình thử cái món gọi là gà kho đậu. Đó. À, cái này mới lạ nè. Này rất là lạ luôn á. Tương chứ, tương chứ, tương, tương khô. Đậu tương đó. Nói cho rõ. Vậy ta 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 đứng đầu đen sao? Ờ. Ê, nó mùi lạ nha. Ngon á, cái mùi đầu nó thấm vào gà rất lạ luôn. Ăn cái miếng gà này mình phân biệt được là cái mùi đậu với cái mùi gà. Nghĩa là nó không có trộn lộn. Gì? Mà, hả? Nghĩa là mình ăn cái này là mình biết là cái này gà nấu đậu. Hết hồn mà. Phải dừng lại, dừng rồi đi ăn. Tôi tính review cái món này. Ngon ghê. Rất là ngon. Ngon. Đổi ăn gì cũng ngon không? Ngon quá, cái gà này ngon quá. Ừ. Nhận xét cái này sao cơ? Thịt gà rất là mềm và rất là thấm. Ừ. À, nói chung là nó có cái mùi rất là lạ. Lần đầu tiên ăn món này. Nhìn á, nhìn món đầu tưởng là rất là khô khan. Đúng rồi. Nhưng mà ăn vô nó mềm như vừa phải. Đúng rồi. Ủa, anh ăn được hả? Cái gì vậy? Ổng ăn được cái. Đó là ăn giật. Thì chị cũng giật. Không, không, chị lớn rồi, chị chịu đựng như vậy. Lớn nó bụng. Chị là đàn chị. Kính thưa quý vị khán giả xem đài thân mến, đây là bộ mặt thật của những nghệ sĩ quý vị đã từng yêu mến. Ngoài trời hiện đang mưa rơi, trong này thì có một gọi là cái gà nấu lá giang. Gà nấu lá giang. Đây, chúng ta sẽ lấy một ít bún, một miếng lá giang nè, miếng gà, miếng nước. Gà lá giang, tiếng Anh thì gọi là chicken with lê giang. À. Lê giang chổng nữa vậy? Thì đó, có giang là được rồi. Đấy. Lá giang. Lê giang, Trường Giang ăn gà lá giang. Đó, vậy đi. Các vườn Kiều Minh Tuấn, Diệp Ngọc nhìn miệng. Ê, chết rồi. Gia đình này kỳ cục ta. Sau khi mà tôi ăn những cái món gà mà chế biến ra là gà nấu đậu. Tương đen. Tương đen. Và gà. Nướng. Nướng mật ong. Và gà. Hấp lá chanh. Lá chanh. Tôi phân biệt rằng mỗi mùi khác nhau, rất là thấm, rất là ngon. Gà không có dai. Thôi được rồi. Vừa ăn. Rồi ăn đi. Hiểu ăn anh. Vậy. Ăn đi. Khổ quá. Đây, tự cái món nước nha. Ngon quá. Ăn. Vô. Cái
cái mùi lá giang, mùi xả, mùi gà, nó hòa quyện. Ít có bao giờ mà chúng ta là ngồi chung một cái bàn mà để ăn gì, đúng không vua? Ông vua, em nói thì phải sẵn xả chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Cái nước này nó có xả trong đó. Đúng rồi. Có xả, tỏi. Có xả, có gừng nữa. Ngày mai con rảnh không? Hoặc cuối tháng qua mẹ nấu cho con ăn. Mẹ nấu bằng, mẹ nấu thử này đi. Nói cho mọi người. Thôi thử hay không? Thôi, mẹ đừng thử, mẹ ngồi yên đó. Em ăn cái canh này nè, nó có gừng với có xả sao cho nên nó cái mùi thì nó rất là thơm, mà cái gừng cái nước ở đây nó làm cho từ dưới bụng em nó có gì đó gừng, nó là gừng xả tỏi đó. Trong chương trình này còn rất nhiều món nên ăn vừa phải để bụng. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nguyên liệu tiếp theo. Như vậy là vòng đầu tiên là đội chị Lê Giang thắng và ăn ngon không chị? Ngon quá trời ngon luôn. Còn vòng thứ hai này còn ngon khủng khiếp nữa. Vì vòng này là chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu về gà dọc miền đất nước. Gà nữa hả cưng? Tức là các món gà ở đâu người ta chế biến như thế nào, mỗi miền người ta làm một cách khác nhau. Ví dụ miền Bắc là chị từng ăn gà gì? Miền Bắc á thì thường thì ăn gà luộc hoặc là phở gà hay gì đó, đúng không? Đúng rồi. Rồi miền Trung thì có gà xé, gà bốc gỏi gọi là gà xé phay. Rồi miền Nam thì có gỏi gà theo kiểu miền Nam, cháo gà. Cháo gà cái vị nó ngọt hơn. Chị biết làm món gì chị Giang? Chị gà luộc. Gà luộc hả? Giờ bây giờ chị luộc sao ngon nè? Nếu bây giờ chị bắt nước sôi lên, xong rồi nước sôi chị bỏ con gà vô. Sai rồi đó. Sai. Sai đó. Không, bỏ vậy bỏ con gà vô luôn với nước. Rồi bỏ từ đầu. Rồi vậy là bỏ từ đầu. Vậy là thôi. Hỏi người khác đi. Ở nhà mình chắc chị hay nấu ăn á chị Giang hả? Sometimes. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem video clip ở đây để xem người ta chế biến gà ngon như thế nào ở các miền. Việt Nam có rất nhiều món ăn từ gà, chế biến đơn giản hay phức tạp tùy thuộc vào từng vùng miền. Hãy để Thiên Đường Ẩm Thực dẫn dắt các bạn cùng thưởng thức những món gà dọc miền đất nước nhé. Đi từ Nam ra Bắc, ghé thăm vùng đất bảy núi An Giang, chắc chắn các bạn sẽ bị cuốn hút bởi món gà hấp lá chúc, một đặc sản làm nên thương hiệu nơi đây. Có bạn nào biết lá chúc không nhỉ? Chúc là một loại cây cùng họ với chanh, nhưng lá chúc có vị the the và không đắng nhiều như chanh, đặc biệt là rất thơm. Hãy chọn một con gà vườn thật ngon nào. Chà sát gà với hạt nêm, đường, muối, tiêu, hành tím băm, nước mắm và đương nhiên không thể thiếu lá chúc. Hấp gà khoảng 30 phút. Bà la ra món gà ngon lành. Món này ngon nhất là dùng tay xé thịt rồi thưởng thức cho thật đã thèm. Từng miếng gà gói tròn hương vị đặc biệt khó quên, dù món ăn chẳng cần chế biến cầu kỳ. Cứ thế món gà hấp lá chúc có thể chinh phục bất kỳ ai ngay từ lần đầu nếm thử. Một món ăn tuyệt hảo của vùng bảy núi không thể bỏ qua. Tiếp tục cuộc hành trình, mời các bạn đến vùng đất Quảng Nam thưởng thức món gà xé phay trứ danh. Hãy theo dõi đầu bếp của chương trình thực hiện nhé. Trước hết, luộc gà với một ít gia vị và bột nghệ. Nghệ vàng không những tốt cho sức khỏe mà còn giúp thịt gà có màu vàng óng hấp dẫn nữa đó. Khéo tay xé từng miếng gà cho vừa ăn. Chà chà, nhìn những sớ thịt kia kìa, ngất ngây mất thôi. Giờ thì phi tỏi cho gạo vào xào thật thơm. Dùng nước luộc gà để nấu cơm chính là bí quyết đặc biệt giúp cho cơm gà xứ Quảng thật ngon lành. Cơm sẽ đậm vị hơn nếu thêm hương thơm của lá dứa. Trong khi chờ đợi cơm chín, hãy trộn thịt gà với hạt nêm, tiêu và chanh. Thêm một ít dầu củ nén đặc trưng của miền Trung cho thơm. Cho hành tây, rau răm vào nữa là bạn sẽ có ngay món gói gà xé phay chính hiệu. Cơm chín rồi nè. Hạt cơm mềm dẻo, thơm nhẹ mùi lá dứa. Món này phải ăn kèm đĩa dưa giá chua chua thì mới đúng bài. Ôi thôi, thịt gà chắc, ngọt, hoàn khoảng hương nghệ, xen lẫn vị gỏi chua chua. Tất cả hòa quyện tạo nên một hương vị của tình quê xứ Quảng. Cuối cùng hãy cùng Thiên Đường Ẩm Thực dần chân tại miền Bắc.
và no nê với món lẩu gà bỗng rượu. Chặt miếng gà cho vừa ăn, đem ướp với hành tím và tỏi băm cùng một ít gia vị. Đun nóng dầu rồi cho từng miếng thịt vào. Đầu bếp bật mí rằng xào trước với gia vị sẽ làm cho thịt săn và giữ trọn vẹn hương vị. Khác với người miền Nam, món lẩu gà của người miền Bắc thường dùng bỗng rượu, một loại gia vị đặc trưng có hương rượu lạ miệng. Đổ thêm nước vào nữa là hoàn tất rồi. Chào ôi, mùi thơm thật là khác biệt, còn chần chờ chi nữa, ngồi vào bàn thưởng thức ngay thôi. Món lẩu này ăn kèm với hành lá và mùi tàu là chuẩn không cần chỉnh. Nồi lẩu dậy mùi bỗng rượu thấm vào từng miếng gà, thêm vào đó là vị chua chua cay cay rất dễ ăn. Trời đang mưa mà được thưởng thức chén lẩu gà nóng hổi này thì chất phát ngất luôn. Đi dọc theo miền đất nước sẽ thấy sự phong phú của ẩm thực Việt với những món ăn ngon và lạ với thịt gà. Hoàn toàn không khó để tìm thấy một món gà mang hương vị ấn tượng của vùng miền. Với những món ăn mà Thiên Đường Ẩm Thực vừa gợi ý, bạn thích nhất món nào? Hãy cho Thiên Đường Ẩm Thực biết cảm nhận của bạn nhé. Bây giờ đội nào bước vào đại tiệc? Đội chị Phượng hay đội chị Giang? Điều đó quan trọng, bởi vì nếu đội chị Giang bước vào đại tiệc có nghĩa là chị thắng 2 vòng thì phần thưởng lớn 10 triệu đồng sẽ thuộc về đội của mình. Và sau đây là một trò chơi vô cùng đơn giản, xin mời. Trò chơi này rất đơn giản, chúng ta sẽ có tất cả là 6 người nhưng chỉ có 5 vòng. 5 vòng này mục đích để làm gì? Để chúng ta đứng vào trong đó. Âm nhạc nổi lên là lúc chúng ta đi vòng vòng. Khi nào âm nhạc ngưng lại thì mỗi người sẽ tự tìm cho mình một chiếc vòng đứng vào trong đó. Người còn lại không đứng được trong vòng, người đó trở về chỗ cũ. Và đội nào có số người cuối cùng trong vòng nhiều nhất là chiến thắng. Đại tiệc về gà nên chúng ta không thể nào đi bình thường được. Chúng ta phải làm giống như con gà. Đi làm sao anh? Con gà làm sao chị? Đó, mời 6 người bước lên gần chiếc vòng. Chúng ta nên nhớ, đây quy định, khi một người thua cuộc thì một chiếc vòng sẽ được cất đi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Âm nhạc chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Như vậy là Kỳ Minh Tuấn là người bước vào sau. Tất cả chuẩn bị, âm nhạc bắt đầu. Đi sát đội bạn để đè, hiểu không? Đi sát đội bạn để đè, đừng đi chung đội mình. Âm nhạc. Vòng thứ hai nhưng mà có một cầu phạm luật. Ôi, đây, sao nào? Chị toàn đi trong cái màu đỏ thôi. Thôi này, nãy giờ ông bắt cái gì, bắt cái gì? Trời quá ông. Hãy tôn trọng cuộc chơi đi. Ôi. Bây giờ bớt đi một vòng, từ từ tôi xử lý. Tôi không ngờ hai mẹ con háo thắng như vậy. Rồi, tất cả sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Đi con vịt nha, đi con gà nha. Cứ bình tĩnh mà chơi. Đằng nào cũng thua rồi. Cứ bình tĩnh các bạn. Không chị, nhiều khi mình chỉ chiến thắng hết đó chị. Trời là thế. Không có gì phải là ấy cả. Mẹ đi ra ngoài đi. Lê Lộc thua, Lê Lộc thua. Rồi. Hay quá chưa? Một mình chị cắt chống chọi với tất cả. Âm nhạc bắt đầu. Cứ bình thường các bạn ạ. Yeah.
phải đi nha, thì đứng lại Duy Giang. Tại vì phạm luật hoài nha Lê Giang. Dạ xin mừng. Hai đi rồi, hai đi bé thua rồi. Sau đây là cuộc đại chiến. Trời cuộc ơi, cát. Chết rồi. Dạ cô Lê. Chết, mẹ đừng có vô trong nha. Âm nhạc bắt đầu. Trời ơi, thua rồi. Đừng nói thua, trời đất ơi, chưa chắc gì hết mà. Đừng có vô trong mẹ. Bây giờ hãy cẩn thận. Ủa chị Giang, ngày mai chị có đi quay gì vậy? Rồi, tập trung. Ủa Giang, nãy lên đây bằng gì vậy? Xe cứng. Xe gì? Trời đừng trả lời. Tập trung chị, tập trung. Trời ơi. Cô cát vào trước, cô cát vào trước. Đúng không? Cô cát vô trước. Cô cát vào trước. Chính xác. Ở vòng này thì đội chị Cát Phượng đã thắng. Và đội chị Cát Phượng sẽ là người chủ bàn tiền. Xin mời. À, trời đất ơi. Ta sẽ lấy lại những gì đã mất. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với món cơm gà mẹt của quán em đó. Quán gì, quán gì? Mười khó. Mười khó. 27 Trần Quốc Thảo. Đại bài đến tới. Đây, là tại vì biết sao không? Tại vì món này là đội thắng đó, cho nên mình đem qua đây nè. Mình gần gần để mình dễ control. Sao nè, sao nè. Đó, đó. Đây, đây, đây. Để gần gần đây nè. Gà rất mềm, béo vừa phải. Ngon. Cho em miếng chị. Đây. Trời ơi, Tuấn ơi, anh dễ thương sao vậy? Vậy? Vì ai tôi hết hồn nhiên, vì ai mà tôi say say rồi quay quanh suốt cả ngày. Nãy người ta xin miếng chắc không cho. Nãy cho mà chửi gì sao? Thôi vậy chị cũng ăn ha rồi. Hả? Nè. Tụi chị Thảo ăn. Ủa chị. Trời ơi. Chẳng đem mà trái tỏi kìa. Ui, nhìn ngon kìa. Đây là cơm. Cơm gà. Tại sao lại gọi là cơm mẹt vậy anh nha? Thì bỏ trong cái mẹt nè. Cái này là cái mẹt nè. Ăn đi. Ăn đi. Ăn để từ từ á. Ăn đi. Ăn bị chửi quá mà ăn thôi. Ăn một miếng ăn chửi cả cuộc đời. Tình nghệ sĩ trên hết Harry ơi. Dạ, anh nói vậy thì hồi nãy em lại không có người tình nghệ sĩ chị. Ôi ơi. Đời một người con gái. Oh my god. Mà ước mơ. Ăn đi cưng. Ăn đi chị. Trời ơi. Trời ơi, người ta còn nặng muối tiêu chai đó mà. Cho ăn ngập mặt còn nặng muối tiêu chanh. Bây giờ nè, đội bên đây quá đẹp. Họ thắng, họ vẫn mời một cách rất nhiệt tình thì mình phải tặng một câu cái lương rồi cho họ chứ, đúng không? Anh nghe cái lương ha. Mọi người ơi, sau khi trên bàn này tôi thấy những món ăn này rất là đặc sản. Hôm nay chương trình đã cho tôi ăn gạt. Để tối nay tôi về tôi sẽ thành con gà. Đúng không? Hay tại vì tôi xuống xe không có được. Con gà tôi không có được. Nói chung là tào lao quá. Cái gà luộc bằng nước cốt dừa hả? Ý là ngọt quá hả? Ngọt thịt đó. Mà nó thơm lạ lắm thiệt á. Nhưng mà thôi, ăn thử đi. Nhưng mà em chắc chắn là cái cơm này nấu bằng chung với lại cái nước luộc gà đúng không? Đúng rồi. Ủa cơm cái này là nấu bằng nước gà không hả? Đúng rồi, cái nước luộc gà và cái mỡ gà mình nấu cơm thì ngon lắm. Ngon ở chỗ là gà nó khô, rất là khô. Ừ. Tơi lắm. Tơi nhưng mà bỏ vô miệng ăn nó rất là dẻo. Nó căng mọng lên rồi. Bây giờ mình sẽ ăn món mới. Cái món này là món gà hấp lá trúc. Ở đây ai biết lá trúc là gì? À, lá trúc là cây tre. Trúc. C-H-U-C. Tức là một loại cây mà nó cùng họ với chanh. À, ngộ vậy? Không, lần đầu tiên mới nghe lá trúc á. Lá trúc. Trúc.
chúc quá, chúc mừng á. Cái trái này giống như trái chanh á, nhưng mà ở ngoài nó sần sùi. Trái chanh ở ngoài lá không, trái ngoài rất là sần sùi và cái vị của nó giữ hơn, lâu hơn chanh rất rất là lâu. Cái này là chúng ta sẽ thử ui cái đằng, là ăn cái đuôi. Đó. Âu cái đằng, ăn cái đầu. Thôi người ta chửi. Ăn đi. Thôi mình có kỹ diễn mà Harry. Mặc dầu mình nói tay mình bóc nhưng mình sẽ không bao giờ ăn. Trời ơi, sao hay quá vậy trời. Nó thơm hơn lá chanh. Đúng rồi, nó cái hương nó thơm hơn và nó giữ cái vị lâu hơn, giữ cái mùi lâu hơn chứ. Mọi người ăn thử con gà hấp ở đây rất là ngon. Cái thịt nó rất là thơm, rất là mềm. Cắn vô cái thịt nó rất là thơm. Mềm cực kỳ luôn. Béo. Nó không có nghe mùi gà, cũng không có nghe cái mùi lá chút nữa, mà hai cái mùi gà nó hòa quyện, nó hòa quyện lại nhau. Nó làm cho cái thịt gà thơm hơn. Ở đây nè, đang ăn. Gà rất là thấm. Cái thứ hai là nó thoang thoảng cái vị lá chút nó ná như là lá chanh. Đặc biệt là các món ăn này khi mà mình thưởng thức rồi đó là mình mới thấy nó gà ra gà, mùi vị lá nào ra lá đó. Vừa ăn không mặn không lạt. Có không giảm vết resveratrol. Cái gì? Ngày hôm nay thật ra chị Giang chị đang rất là buồn trong lòng. Bởi vì mới chia tay người yêu. Nhưng mà đang cố tỏ ra vui để cho mọi người giấu đi cái nỗi buồn đó. Cho nên là không có duyên phải không anh? Ừ, chứ em nhìn sâu trong mắt chị em biết chị mới chia tay người yêu và chị đang thất tình. Trời ơi. Nằm nghe sóng cơ tình nhớ. Bọt ngàn thông tin làm gió đưa. Không ai lấy chị hai đi. Nó nói làm sao á. Bây giờ mình sẽ thử món mới là lẩu gà bỏng rượu. À, là nấu với lại cái nguyên liệu là bỏng rượu ở ngoài miền Bắc á. Sao gọi là bỏng rượu vậy? Cái bỏng rượu á, cái mà giống như là chị biết cơm rượu không? Biết. À, nó gần giống như vậy. Người ta lấy cái nước đó người ta nấu. Nghĩa là người ta lấy từ cái nước cơm rượu ra người ta nấu hả? Đó. Đơn giản là vậy nè, chị thử nghe mùi rượu không? Đúng rồi. Ờ, thấy không? Ừ. Lấy, người ta pha chế vô, người ta nấu nước lẩu này. Công nhận gà nó có chế ra nhiều thứ ghê luôn á. Em hôm nay mới biết là cái gà nó chế ra nó nhiều món. Nhiều món quá. Tức là cái mùi rượu nó, cái mùi rượu nó phản phất á. Nó làm cho cái gà nó ngon. Nó hương vị nó đậm. Hương vị nó lan tỏa cái mùi. Trời ơi. Ngoài trời không xa mưa. Đường lầy cứ khắp lối. Chừng đi mà. Em phục vụ văn nghệ tối đa chị. Em không để sơ sót một chút. Chương trình nó không bị ngạnh lụa lạnh nguội. Nãy giờ nó lạnh lắm rồi đó mẹ. Cái mùi rượu này nó vừa phải. Nó không có nồng quá. Đúng rồi, không có khó chịu. Nó chua chua. Nó the the của mùi rượu. Thịt gà thì quá là mềm. Cắn vô rất là ngon. Rất là ngọt. Ăn cái món này á, cảm giác nếu mà mình có cái bụng mình nó đầy đầy hay là khó chịu rồi đó. Nó sẽ làm cho ấm cái bụng. Ấm bụng. Nhưng mà món này lạ thiệt. Trời ơi. Mưa. Mưa hả? Mưa bên mưa bay trên tầng tháp cổ. Tháp cổ là gì chị? Tháp cổ là cái tháp, là cái tháp cổ á. Trời mét, tháp cổ là cái này nè. Gì? Cái đó là cái cổ mà. Mưa vẫn bay trên đường tháp cổ là nước mắt rớt xuống. Nó chạy đến đây. Ủa vậy hả? Chứ không phải là cái tháp cổ đâu. Ủa vậy hả? Trời thiệt là đằng tháp cổ đó. ăn đi mọi người. Ăn miếng nha. Tại vì nãy giờ mình cũng chờ thôi dạ. Đó. Nói quá trời nói. Ăn đây dạ. Đó, chỉ chờ ta mời một tiếng thôi đó là đứng lên múc liền á. Chị, nhưng mà cái nước này nó có cái mùi rượu. Đúng rồi. Ấy này, mà mùi rượu mà bình thường em có mùi rượu em không có thích. Nhưng mà cái này mùi rượu này nó rất là... Dễ ăn không? Cái mùi nó thích đó chị. Ê, nó lạ vậy ta. Nhiều món lạ lắm. Và như đây cũng chưa hết món đâu, ngày hôm nay còn những món ngon nữa. Chúng ta tiếp tục đến với vòng thứ ba. Mỗi quốc gia có một khẩu vị khác nhau. Vì thế các món gà ở từng nơi sẽ có cách chế biến rất đặc trưng. Chẳng cần phải xách vali lên và đi đâu cả, các bạn sẽ được thưởng thức những món gà khắp năm châu bốn bể ngay trong gian bếp của Thiên Đường Ẩm Thực.
hãy khai vị bằng món salad bơ gà kiểu Nga với những nguyên liệu bắt mắt này nhé. Salad bao giờ cũng rất dễ thực hiện, cắt nhỏ các loại rau củ quả và nấm. Nấu chảy bơ, cho hành tây và nấm vào xào là xong phần nước sốt rồi đấy. Cho nguyên miếng gà vào luộc chung với cà rốt và hành tím. Đã là thịt gà thì phần nào cũng ngon cả, nhưng với salad thì ức gà là tuyệt vời nhất. Gà chín sẽ đem cắt thành hạt lựu như thế này. Giờ thì bắt tay vào trộn salad thôi nào. Bơ này, cà chua này, còn ô liu và gà nữa. Cho sốt nấm vào, thêm chút dầu ô liu, muối và cuối cùng là sốt mayonnaise. Trộn lên cho hòa quyện nhé. Rắc thêm ít muối và dầu ô liu vào quả bơ để tăng thêm phần hương vị. Món salad thơm vị của bơ tươi, mát lạnh của các loại rau củ, hòa cùng vị sốt bèo béo và những viên thịt gà ngọt mềm. Chỉ là salad thôi mà, có cần phải ngon thế không nước Nga ơi. Nhắc đến ẩm thực Hàn Quốc, các bạn trẻ vô cùng phấn khích khi nghe đến món gà cay phô mai cực kỳ hấp dẫn. Không dễ dàng để có thể đánh gục được những tín đồ sành ăn, thế nên công đoạn chế biến món ngon này cũng khá phức tạp. Đầu tiên, những miếng gà rút xương được ướp với gia vị vừa đủ, sau đó xúc đều gà cho thấm rồi đem đi nướng. Thịt gà sau khi nướng có màu vàng ươm đẹp mắt, nhưng thực chất là thịt gà chưa chín đâu nhé. Những miếng thịt được cắt vừa ăn như thế này, giờ thì trộn thịt gà với một loại sốt cay đặc biệt. Xào trong khoảng vài phút cho đến khi sốt cay đặc sánh lại và thịt gà thì chín đều. Ôi thơm lắm các bạn ơi, ước gì bạn cũng ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ những miếng gà này, ngất ngây luôn đó. Món ăn sẽ đậm đà, thơm béo và lạ miệng với những hạt phô mai xinh xắn phủ đều khắp mặt. Cuối cùng đem đút lò trong vài phút sẽ có ngay mẻ gà cay phô mai ngon lành. Thịt gà tuy nướng nhưng mềm, không bị khô. Da gà giòn nhẹ thấm vị cay cay của nước sốt đậm đà, cộng thêm lớp phô mai béo béo, dai dai, ngon không gì sánh bằng. Chỉ cần sắn một miếng gà, kéo theo vài sợi phô mai cũng đủ làm trái tim bạn tan chảy rồi. Sẽ là một thiếu sót cho những ai đến Pháp mà chưa từng thử qua món gà hầm rượu vàng sang chảnh này. Nếu đi Pháp khó quá thì mình tự làm thôi, để Thiên Đường ẩm thực giúp bạn nha. Cắt hành tím, hành tây và cà rốt. Đương nhiên là không thể thiếu gà rồi. Ngâm tất cả cùng rượu vang đỏ cho thấm. Món ăn sẽ ngon hơn khi có thịt ba rọi, nấm và thịt sông khói. Giờ thì cho từng miếng gà vào áp chảo thật thơm. Nêm hạt nêm và bơ vào. Nhanh tay cho thịt ba rọi và nấm vào. Đảo một lúc thì cho thêm cà rốt và hành tây. Sốt cà chua cô đặc sẽ làm cho món ăn đậm đà hơn. Bổ sung thêm mùi vị với thịt sông khói mặn mà nữa nhé. Gia vị làm nên hương vị đặc biệt cho món ăn là đây. Hầm đến khi thật mềm là đã có ngay món gà hầm rượu vàng tuyệt hảo. Rượu vàng chát chát nhưng kết hợp với thịt gà lại tạo nên một mùi vị thơm nồng không lẫn vào đâu được. Một chút rượu vang thì không thể say được, nhưng mà sao cứ thấy lần lần thế này nhỉ? À, chắc là do món ăn ngon quá đó mà. Tuyệt! Nếu nói về những đất nước có nhiều món ăn từ gà thì phải nhắc đến Thái Lan và bầu ngay một phiếu cho cơm gà lá dứa. Đầu tiên phải kể đến cơm. Không nấu theo cách thông thường, cơm sẽ được hấp cầu kỳ thế này. Ta-da! Hạt cơm tơi mềm, thơm, không ngấm nhiều nước do hấp chín bằng hơi, lại dẻo ngọt vô cùng. Phần thịt gà cũng công phu không kém. Đem thịt ướp với hạt nêm, dầu hào, nước tương, dầu mè, sữa tươi, nước đường thốt nốt và một ít tương ớt rồi trộn đều lên cho thấm. Cuốn từng miếng gà vào lá dứa cho thật khéo léo và đẹp mắt. Đến công đoạn này, bạn có thể làm chín gà trong lò vi sóng hoặc đem hấp khoảng 10 phút. Mùi thơm bắt đầu lan tỏa, lá dứa thì thơm phải biết rồi. Đừng nóng lòng, hãy tưởng tượng xem những miếng gà này được thả vào dầu rồi chiên vàng lên nữa sẽ ngon biết dường nào. Vậy là xong rồi đấy, múc cơm ra và thưởng thức liền mới được. Thịt gà chiên nhưng không quá khô, vẫn mềm mỏng bên trong. Mùi vị đậm đà, mặn mặn ngon ngọt, thoáng mùi thơm đặc trưng của lá dứa. Ăn một miếng là ôi thôi, đã trót đã lỡ mê em rồi, cơm gà lá dứa ơi!
Cá bán đồ món gà thế giới bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một đại tiệc của Thiên Đường ẩm thực. Bạn muốn thưởng thức những món ăn này chứ? Vậy thì hãy giành chiến thắng ở trò chơi sau đây nhé. Đội nào chiến thắng ở vòng chơi thứ ba này sẽ là đội bước vào đại tiệc và giành lấy 10 triệu đồng tiền thưởng từ chương trình. Trò chơi này vô cùng đơn giản. Chúng tôi sẽ có một số hình ảnh hiện trên màn hình. Hai đội hãy nhìn cái món đó và cho biết nó đến từ quốc gia nào. Trời ơi. Chúng ta trả lời bằng cách lấy miếng thích này dán vào vị trí của đất nước mà có cái món đó. Sẵn sàng chưa? Và sau đây là hình ảnh đầu tiên. Hãy nhìn cho kỹ xem món ăn này đến từ quốc gia nào. Bắt đầu. Thổ Nhĩ Kỳ em. Cái gì vậy? Cái gì của này? Bánh mì kim bán Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ. Tao nói Thổ Nhĩ Kỳ nó giờ không nghe em cứ hoài. Hai miếng đâu? Hockey. Đáp án chính xác là Thổ Nhĩ Kỳ. Mỗi đội mang về một điểm. Và sau đây là hình ảnh thứ hai. Đây là một món về gà đến từ đất nước vô cùng xinh đẹp. Pháp. Một đất nước mà người ta gọi là cái nôi của văn hóa châu Âu. Nước Anh. Cái nôi châu Âu là Anh. Đây là đất nước có một cô ca sĩ vô cùng nổi tiếng. Nước nước nào không có ca sĩ nổi tiếng? Đúng rồi. Hàn Quốc. Hàn Quốc có cô Harry Won hả? Có cô Harry Won. Đây là đất nước. Câu này nói ra ai cũng biết. Kinh đô ánh sáng. Ta đã nói Pháp rồi. Con kiếm mẹ nước Đức coi. Nước Đức, nước Đức, 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 Đức. Mẹ chắc không? Kệ nó đi chứ giờ sao. Rồi, bây giờ chị muốn nước nào em dán cho? Đức. Rồi, nước Đức, đây. Và đáp án chính xác đó chính là kinh đô ánh sáng. Đó là nước Pháp, Pháp, Pháp. Sai, một lần sai đã khiến em lẻ loi. Như vậy là 2-1. Nếu chiến thắng ở câu tiếp theo này, đội kim tướng sẽ bước vào đại tiệc và giành lấy 10 triệu đồng tiền thưởng. Xin mời hình ảnh. Trời ơi, cái này nè. Cái này là hôm bữa anh ăn rồi mà anh quên rồi. Hãy cố gắng của mình tỷ số đi Lê Giang. Hãy dùng trí thông minh của mình để cân bằng tỷ số đi. Đây là một nước mà Trường Giang đã từng đi. Gì vậy? Trời ơi, quý là đâu rồi? Ông giao chị diễn Mỹ, diễn Nga thôi. Hết giờ rồi đó Giang, nhanh lên. Khoan, để không thấy được bây giờ nè, chị đọc cho em dán hả? Rồi, chị đọc đi, nước gì? Nước Úc á. Nước Úc hả? Rồi, dán vô Úc. Cái này không phải ở nước Úc đâu. Chị tin em đi, chị tin em không? Chị tin em đi. Chị tin em không? Chị tin em đi. Chị tin em không? Không hả? Đây là một đất nước có thung lũng silicon. Thung lũng silicon là chị. Là chị. Đào lao đi. Ủa cái chữ nào đúng không mẹ? Hãy nhìn tôi đây. Hãy nhìn tôi đây sẽ biết đất nước đó là nước gì. Ủa trong này lại là... Mình đúng rồi. Mình đúng rồi. Nước Úc đi. Mỹ Quốc, Mỹ Quốc. Với cũ là gì? Mỹ. Hết chưa? Đáp án chính xác là đất nước Mỹ. Như vậy là hai đội đều đúng. Sau mấy câu hỏi thì đội chị Cát Phượng đã giành lấy 10 triệu đồng và bước vào đại tiệc. Chúng ta có xe lách gà đến từ Nga. Gà phô mai đến từ Korea. Korea kìa. Cơm gà lá dứa đến từ Thailand. Là nước gì chị? Thái Lan. Đúng, hay quá. Và gà sốt vang đến từ France. France là Pháp đó. Đầu tiên chúng ta cho thử món salad trước. Bởi vì món salad này chúng ta ăn lạnh nè. Đó. Salad bơ đến từ Nga. Trời ơi, thơm quá thơm.
cùng ăn mà con. Mình thua. Ê ê, thôi trả chén lại đi, mình quên là mình thua. Mình ăn vậy mình nhục lắm, tại vì cái luật quy định rồi. Ủa cưng ăn rồi đó hả? Trời ơi trời. Tôi nói đừng có ăn mà vẫn nhai nhép nhép mà. Cái thịt gà nó mềm, cái bơ nó béo, nó hòa quyện nhau. Mình bỏ vào miệng mình nhai cái cảm giác là không có béo ngậy. Không bị béo. Nhưng mà cái món này dành cho những người ăn kiêng được nha. Phải không chị? Sao em thấy có chất béo quá mà. No. Đây là bơ nè. Bơ đúng là mập á. Nó có năng lượng cho em. Gà nó cũng có năng lượng cho em, đây là cà rốt với lại khoai tây đều giữ năng lượng cho mình. Em ốm nhưng mà em không có xuống sắc. Còn ăn mà ăn kiêng cái kiểu mà nhịn đói này kia cái nọ xuống sắc lắm đó nha. Tại vì những người nào mà ăn kiêng có thể ăn bắp được. Đúng rồi. Ăn khoai tây được. Nó không có béo nó ngon lắm. Bây giờ mình sẽ ăn món đến từ đất nước Hàn Quốc. Vợ ăn bạn. Trời ơi. Cái món này ngon đó. Gà ướp phô mai hả cưng? Dạ không, nó là gà cay. Gà cay. Gà sốt cay với bỏ vô thêm phô mai cho nó đỡ cay. Ngon, ngon á. Thổi xíu thôi. Thổi hơn quá. Gà rất mềm, cay vừa phải, béo vừa phải, ngon. Gà nó mềm nhưng mà nó cũng dai chứ mà nó bị bở. Nó rất là ngọt, mà cái thịt gà nó rất là mềm. Và nó dậy lên cái mùi của cái phô mai nè. Phô mai thì thấy mập lắm đó. Dạ, em cho chị hửi chút xíu thôi chị. Thơm á. Dạ, thơm mà em biết. Thơm không? Thôi. Nhìn là biết là thơm rồi. Chứ chị không bao giờ ăn, tại vì chị nói chị không ăn là chị không ăn. Chị không ăn. Đầu tiên chị nói chị ăn là chị ăn. Giờ chị nhìn là chị nhìn. Là ý là sao chị? Còn cái này mà bên Hàn Quốc người ta gọi là ban chan. Ban chan. Ban chan hả? Ban chan. Mình ăn cái gì đồ cay hay gì đó mà ăn xong rồi thì mình muốn làm cho nó sạch, sạch cái miệng thì mình ăn cái này thì nó tự nhiên nó sạch miệng. Ăn gì mà chua nó bỏ quá vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến món tiếp theo, đó chính là cơm gà lá dứa đến từ Thailand. Rất là thơm, đặc biệt thơm mùi lá dứa. Cơm cũng thơm, thịt cũng thơm. Giang ơi tỉnh đi. Nói chung là ngon. Ngon. Thấy nó khô, cái thịt nó khô như vậy nhưng mà ăn vô nó rất là ướt át, nó là mềm. Ngọt. Mềm. Ngọt liếm à. Bây giờ mình sẽ thử một món nữa. Là gà sốt rượu vang. Oh my god. Nó thơm mùi rượu quá. Nó có rượu vang kìa, có mùi kìa. Trời ơi, sao gió bay về phía đó không nhỉ? Thật là tội nghiệp. Hai cái nước nó sệt sệt. Trời ơi. Húp một phát nó thấy cái thép ép hèn liền luôn á. Cái mùi thịt gà nó quyện với cái mùi rau củ và cái rượu nó vừa đủ á. Tôi thì tôi thích ăn những cái món gì mà có rượu ở trong đó. Nó cũng nó có vị chua chua nữa. Thì rượu vang là nó có vị chua mà. Ủa vậy hả? Nó làm từ nho mà. Mẹ ơi chưa chưa. Từ từ mẹ kỳ quá à. I know. Mình nghe chị Lê Gia hát cải lương rất là nhiều lần và giọng rất là hay. Nhưng mà chưa bao giờ nghe Lê Lộc hát cải lương. Thôi bỏ đi. Đúng rồi. Bây giờ hát cải lương đi, mời ăn liền. Không được. Hát con
con gái của mẹ đi con. Nói mẹ hoài vậy á. Chứ con biết con bài đó mà chuyện mẹ. Bài gì đó ba mẹ hết cái gì vậy? Nghe. Rồi. Rồi vô. Từ đây xa cách không còn ta trông thấy nhau. Từ giá lên đường anh đi xứ xa em ở lại quê nhà và tôi tan mất. Mối cái gì nữa mẹ? Cao xanh rồi xuôi chi cho duyên tình mình đôi nơi. Anh đi về phương xa. Cho miếng nước mắm. Ăn được chưa? Rồi, ăn dở quá, khỏi ăn luôn. Thôi, có gì kỳ vậy? Như vậy chúng ta có 3 vòng thưởng thức rất là nhiều món ngon về gà ở dọc miền đất nước cũng như là khắp năm châu bốn bể. Và bây giờ sẽ là bàn tiệc cuối cùng. Chúng ta cùng đến phần bánh Việt. Kỳ này cô Hiền Minh sẽ mang đến cho chúng ta một món bánh vô cùng hấp dẫn. Món bánh đập thịt nướng. Trước tiên đổ bột bánh cuốn vào tô, khuấy đều với nước ấm, sau đó để bột nghỉ khoảng 30 phút. Trong lúc chờ đợi, hãy cắt thịt heo rồi đem ướp với các gia vị cho thấm. Tích tắc, ta đã có ngay món thịt nướng thật thơm ngon. Giờ thì cùng xem cô Hiền Minh làm bánh cuốn nhé. Bánh cuốn thơm lừng, nóng hổi được đặt khéo léo lên chiếc bánh đa. Lần lượt cho đậu xanh, mỡ hành, hành phi, thêm thịt nướng nữa là hoàn tất. Bánh đập thịt nướng được biến tấu với hương vị tuyệt vời. Vị thơm của thịt nướng, hành phi hòa quyện với vị giòn giòn của bánh tráng nướng. Ăn kèm với rau rừng thì ngon hết sảy. Chỉ nhìn thôi cũng đủ làm tâm hồn ăn uống của bạn tan chảy rồi. Tiếp theo mời các bạn đến miền Tây thưởng thức món bánh gan từ những nguyên liệu đơn giản này nhé. Với hỗn hợp 1, bắt đầu từ việc rang thơm hoa hồi rồi đem giã sơ. Đổ bột cốt dừa vào tô, khuấy đều với nước. Cho thêm hoa hồi, đường thốt nốt vào khuấy chung. Nấu sôi hỗn hợp cho tan đường, đem để nguội. Với hỗn hợp 2, hãy trộn bột ca cao với bột gạo và nước. Tách lấy phần lòng đỏ trứng, sau đó cho phần bột ca cao đã khuấy vào. Thêm baking soda và khuấy đều tay. Hòa phần này với hỗn hợp 1 cho hòa quyện. Nhớ lượt bột qua rây để bột không bị vón cục nhé. Cuối cùng cho một ít dầu vào khuôn đun sôi trước khi đổ bột vào nướng, để khi bánh chín sẽ có những lỗ nhỏ li ti như chính cái tên bánh gan. Mùi vị thơm béo lạ miệng hẳn sẽ làm xào xuyến những ai chưa từng thử qua món bánh này. Bàn tiệc bánh Việt hấp dẫn đây sẽ là một kết thúc thật ngon lành cho ngày hôm nay. Các bạn hãy thưởng thức ngon miệng nha. Bây giờ sẽ là hai món cuối cùng trong ngày hôm nay. Người đâu? Dạ. Yeah. Trời ơi, nhìn kìa. Chiếc áo bà ba. Mời hai em vào. Trời ơi, chắc tôi chết. Để nói về món này cho nghe. Cái món này thật ra là khi nó không có đậu xanh, không có thịt nướng thì nó gọi là bánh đập Quảng Nam. Và cái bánh này người ta có miếng bánh tráng xong bánh nước để lên cho người ta bóp cho người ta chấm với mắm nêm mình á. Đó, mắm cá cơm á, nó chấm vô ăn. Còn này là một biến tấu thêm thịt nướng rồi rau rừng rồi vô. Thấy không? Mời mọi người. Gái làm bổn phận đi con. Giờ cắt ra sao nó bể hết. Mẹ thường bao con thân gái đục trong. Mãi cái mốt nó còn thôi mẹ cắt luôn đi. Lỡ mai về bên có lòng. Nát bằng nè, mẹ ăn trước đi đó. Cảm ơn con. Nhà người ta. Thôi để chú làm cho lẹ con. Nhìn con khéo tay quá chú cũng ngại. Đây, nhanh hơn nè. Chị có thấy cái bánh đa này nè, ở ngoài miền Trung nó rất là ngon, đặc đúng biệt. Rồi, với lại nó nhiều mè nữa. Đúng vậy. Nhiều vậy. Mè ăn đã lắm. Em không ngờ, trời ơi, em không ngờ là nó phối hợp nó vậy, nó lại nó một cái món ăn rất ngon. Rất là ngon nhưng mà ăn vẫn thấy ngon đó. Rất là ngon nhưng mà ăn vẫn thấy ngon đó. Thịt nướng thơm, hành phi bánh tráng giòn mà kẹp với lại một cái bánh ướt lại dẻo. Chấm nước mắm thêm rau nữa thì tuyệt vời. Cái đậu xanh á, người ta nghiền cho nó thiệt là mềm. Không,
Em ăn cái này lạ vậy chị, lần đầu tiên em ăn cái này luôn á. Ngon quá. Nghĩa là nó rất là lạ, nó rất là ngon. Mà tại sao từ đó giờ mình đi ăn biết bao nhiêu chỗ không có món này nha. Chị có Thiên Đường Ẩm Thực. Chị có ở đâu? Chị có ẩm Thiên Đường Ẩm Thực. Tên 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 tên. Trời ơi. Bánh ướt thì nó mềm, còn cái bánh chá này nó cứng. Nhưng mà khi mà mình quện vô á, nó hòa huyện. Nó hòa huyện vô. Cái món này là người nước ngoài cũng sẽ rất là dễ ăn luôn chị. Ở đây quán nào bán hả? Không có chị, đi biết bao nhiêu quán món này. Chị có ở đâu? Thiên Đường Ẩm Thực. Hát bài nghe chơi đi Giang. Xuân đã đến bên em. Tân 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 tân. Giáng xuân tuyệt vời. Giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người. Xin người hãy cùng em Thiên Đường Ẩm Thực. Người ăn xong hết rồi, giờ ăn cái kia được không? Trời ơi. Thôi đi. Cái món này Việt Nam gọi là món gì? Bánh gan. Giỏi. Ủa con ăn luôn hả con? Mẹ muốn ăn hả? Không, con ăn đi. Ủa con mình Harry được ăn à? Nè. Đây em lấy cho. Chị bị rất sâu sắc. Hả? Cái vị nó cực kỳ sâu sắc. Thấm thiệt là thấm sô-cô-la cacao từ nó trong nó ra luôn. Tôi rất là ít ăn ngọt nha. Mà ăn cái bánh này thấy không? Cái này không có ngọt cho lắm. Đó, đúng vậy. Vừa phải. Vừa phải, nó dễ ăn. Nếu mà ngọt quá thì cũng ngon. Đúng rồi. Vừa ăn vậy mới đúng nè. Cái mùi của cái hạt hồi nè. Nó thơm lắm. Cái này. Nó làm. Giống như người ta bên nấu cà ri hết không? Đúng hả? Đúng rồi. Nấu phở cũng bỏ vô chị. Nhưng mà em nay ăn quá trời món, quá trời ngon. Và hai món cuối cùng cũng rất là ngon. Những món này chỉ có ở đâu chị Lê Giang? Thiên Đường Ẩm Thực. Thiên Đường Ẩm Thực. Tên 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 tên. Và bây giờ sẽ có những phần quà dành cho hai đội chơi ngày hôm nay. Đây là những phần quà từ nhà tài trợ. Này. Về làm bánh nha. Đó. Trời ơi, ngon lành luôn. Đây. Đã quá. Thì tưởng thua không có ai. Có chưa? Có rồi. Đây. Và đặc biệt là 10 triệu đồng tiền thưởng cho đội thắng cuộc ngày hôm nay. Hay quá. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi là chương trình Thiên Đường Ẩm Thực do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện với sự tài trợ độc quyền của Công ty Cổ phần Bột Thực phẩm Tài Ký thương hiệu Taki Food. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta có sử dụng một ít phở. Phở. Ăn miếng trong mình tưởng đang ở bên Paris á. Tại sao cái món của là né là vì khi để vô rồi bắt đầu nó văng răng né. Chúng tôi đã qua bên Thái Lan thủ đô Bangkok để mời một đầu bếp, ông ta tên là Sokhnachak. Anh có vợ trên bảo đây là chương trình Thiên Đường Ẩm Thực chứ không phải chương trình Tìm Bạn Bốn Phương. Nào cùng khám phá kênh chế biến món ngon thịt ngon. Nào cùng mau xem game show thử thách vui thịt vui. Nào là thịt nướng, hải sản với lẩu xiêu đã luôn. Đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nè. Đội tôi chiến thắng, đội tôi chiến thắng. Bạn phải nhìn đói suốt cả chương trình đây. Và chẳng phải xem kiến thức của ai hay thật hay. Chỉ một đội thắng thương thương đến món ngon thịt ngon. Thiên Đường Ẩm Thực. Ông Hoàng Hạnh Phúc. Cùng chơi cùng vui. Chiến thắng thì ăn hết luôn nè. Đội tôi chiến thắng. Bạn phải nhìn đói suốt cả chương trình đây. Và chẳng phải xem kiến thức của ai hay thật hay. Chỉ một đội thắng thương thương đến món ngon thiệt ngon. Thiên Đường Ẩm Thực. Ông Hoàng Hạnh Phúc. Cùng chơi cùng vui.